Đây là Iron Alan ha, nuôi rất mập ha, nuôi trong nhà rất mập ha. Trạng của Iron Alan là 23 kg nha. Hiện tại thì Iron Alan nó rơi vào tầm khoảng 26 kg nha, rất mập béo tốt khỏe ha. Thì bình thường thì chúng ta nên nuôi mập ha, thì con chó nó sẽ ít bệnh, nhưng mà đừng có béo phì ha, chứ không phải là mập kiểu béo phì là cũng không tốt. Con chó nó phải lanh lợi, nhìn nó phải lanh nhanh nhẹn ha. À, xương lưng không gồ ha. Nuôi mập quá cũng không tốt, nuôi ốm quá cũng không tốt, nuôi coi như là mập mạp là kiểu như thế này ha. Nhìn bóng loáng là con chó nó sẽ rất là khỏe nha. Đó là Iron Alan.